Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác luôn quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em, bác có thể nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới của video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi em lên video thì các bác sẽ được cập những video mới nhất, nhanh nhất thường xuyên của em, vì ngày nào, hàng ngày em đều có video. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay thì em có một cây kính đó là American chữ viết hoa hay còn gọi là đầy chữ to bọc vàng, được sản xuất giai đoạn 1960. Kính nguyên zin toàn bộ nên độ mới con này khoảng 90%. Kính thì còn rất là đẹp, đều đẹp. Trước tiên sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó sẽ đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Các bác nào ở gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng cái phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình hợp lý hợp lý về phương tiện đó. Thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Đây là con kính cơn bọc vàng đời thứ hai chữ viết in hoa hay còn gọi là đời chữ to. Càng bên phải là 5/2 American Optical 1/10 12K GF. Càng bên trái nó cũng thế này, nó đảo chiều nhé, nhưng mà chữ viết in hoa 5/2 American Optical 1/10 12K GF. Chữ viết in hoa. Ở gầm cầu dưới thì nó có chữ AO 1/10 12K GF. Mọi thông tin thông số là luôn luôn rõ ràng rành mạch chi tiết từng ly từng tí một, và giá cái này cực kỳ rẻ và cực kỳ êm nhá. 12 triệu 200 nghìn. 12 triệu 200 nghìn hay còn gọi là 12.200K cho một cái cơn bọc vàng chữ viết in hoa đời thứ hai hay còn gọi là cơn chữ to, rất là rẻ nhé, hợp tình hợp lý hợp lý hợp công hợp vô. Về hình thức mua bán thì các bác nào chọn hình thức chuyển khoản thì em bao ship, các bác nào chọn hình thức ship code thì vui lòng đặt cọc 100K, đó là quy định của bên em từ xưa vào nay làm như thế. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả các ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện các bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đột xuất quá thì em đi gửi hàng cũng như đi giao lưu đồ cổ đồ xưa với anh em bạn bè người thân, đặc biệt hơn là em đi thẩm định định giá cho anh em bạn bè người thân. Các bác điện thoại trước thì em sẽ nghênh tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu những cái gì các bác nói và tư vấn cố vấn cho các bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình hợp lý hợp tông hợp cu. Sau khi các bác ra về em sẽ gọi cho xe ôm taxi ra nhà ga bến xe sân bay, đảm bảo an toàn yên tâm tuyệt đối đi đến nơi về đến chốn. Các bác mà không biết đường thì em gọi điện cho em hỏi, em sẽ chỉ đường tận tình chu đáo nhiệt tình hết mình. Đó là cái phong cách của bên em từ xưa vào nay là như thế. Giá cái này là 12 triệu 200 hay còn gọi là 12.200K. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, các bác yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm. Các bác mua ở đâu mua, các bác nên hay chọn nơi mua bán có cái thương hiệu uy tín, ở đó ta đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, tránh tình trạng mua ở những cái chỗ mà địa chỉ nó không rõ ràng, không công khai, mập mờ. Ngày nay với cái phương tiện thông tin đại chú thông tin đại đại chúng như là những cái trang mạng xã hội như Facebook và rất nhiều trang mạng xã hội khác, họ đăng bán rất nhiều đồ dởm đồ giả bao gồm kính bút nhẫn bật lửa đồng hồ, đặc biệt là hàng về mặt hè, mùa hè này thì về hàng kính nhiều nhất, còn quanh năm ngày tháng thì mặt hàng đồng hồ đeo tay rất là nhiều. Các bác lưu ý nhé, mình mua đâu mua mình hay chọn cái địa chỉ nó phải luôn công khai rõ ràng từ xưa đến nay, tức là công khai từ xưa đến nay rất lâu rồi. Đặc biệt hơn nó phải nhìn để ý cái số điện thoại là 10 số, 10 số đời cũ đời xưa nhé, tối thiểu phải trên 20 năm trở ra. Đấy, mua bất kể món đồ cổ đồ xưa gì hay hàng hiệu mình nên phải lựa chọn những cái nơi mua bán có cái thương hiệu uy tín lâu năm. Ở Hà Nội cũng như Sài Gòn có một số như em và một số anh em là cửa hàng chuyên bán về đồ cổ đồ xưa toàn hai mấy năm mấy ba mấy năm, và số điện thoại của bọn em cũng toàn trên 20 năm, ngay cả số điện thoại của em là hơn 20 năm, còn một số điện thoại của mấy ông anh em là phải là 24 25 năm từ ngày đầu của Vinaphone.
thì các bác lựa chọn những cái chỗ đó thì luôn luôn được đảm bảo an toàn, yên tâm tuyệt đối về tất cả mọi mặt. Đấy là làm cái giá trị cực kỳ lớn mà các bác nhận được. Chứ còn rất nhiều những cái trang mạng xã hội rồi những cái app của những cái trang thương mại điện tử như Lazada, Sendo, Shopee và nhiều cái trang thương mại điện tử khác, họ cho thuê gian hàng mà họ không quan tâm là những người thuê bán cái gì, địa chỉ có công khai, số điện thoại công khai không, đa phần là không công khai, giấu giếm giếm, đa phần là đã bán đồ giả, đồ dởm, đồ nhái, đồ tàu, đồ Trung Quốc amateur. Tuyệt đối không nên mua, tại vì em đã mua thử cái ghế nhựa của một cái trang thương mại điện tử đó, và sau khi là mình chat qua phần app và có vấn đề gì thì mình thắc mắc hay gì đó, nó cứ chat phần app, gọi điện không gọi được vì số là số SIM khuyến mại mà, lúc gọi được lúc không, còn địa chỉ nó không ghi địa chỉ. Đấy là một thử nghiệm với ghế nhựa mà đã như thế rồi cứ vài chục nghìn, chứ nếu mà mua cái đồ gì vài chục triệu thì chắc là thôi, nó cũng ủ trái quyền mất. Đấy đấy là cái kinh nghiệm và cái góc độ mà em muốn chia sẻ với các bác, rằng là các bác đừng bao giờ mua những cái trang mà nó địa chỉ nó không rõ ràng. Thông thường là những cái địa chỉ không rõ ràng thì nó hẹn nửa đường, hẹn chân tòa nhà này, chân tòa nhà kia, chân chung cư nợ, chân chung cư kia, rồi nó hẹn là cà phê không cà phê, hẹn không cà phê được thì hẹn vào anh ở đâu, em mang qua bác xem, ưng lấy ưng thì thôi. Đa phần là những thành phần mua bán hàng dởm, hàng giả, hàng nhái đều là như thế, hàng kém chất lượng, hàng amateur. Thế còn người thực vật thật ấy thì em khuyến cáo bác rằng là các bác nên đến tận nơi mục sở thị, biết nhà biết cửa, biết con người, tư cách đồ như thế nào, rồi mình đã xuống tiền như thế nó mới yên tâm được, kê cao gối ngủ ngon được. Đấy là em nói rất là chân tình và chân thật với các bác như thế. Những em năm ngoái em kể rất nhiều trường hợp như trang mạng xã hội Facebook có cái nick Nguyễn Thanh Thanh Hương bán toàn kính giả, kính dởm, bán rất nhiều đồ dởm, đồ giả, đồng hồ đeo tay như thế. Năm nay nó đổi sang nick khác rồi và nó vẫn cứ tiếp tục như thế, cho nên là lưu ý rằng nhá, nói chuyện thì lúc thì bảo Quang Trung Hà Đông, lúc tôi ở Hà Đông, lúc được phố nọ phố kia, nhưng thực chất là nó luôn luôn giấu địa chỉ, nó không công khai, không rõ ràng. Số điện thoại thì thay đổi số điện thoại liên văn tục, địa chỉ cũng thay đổi liên văn tục. Đừng bao giờ mua chỗ đó. Nên chọn những cái chỗ mà nó có cái thương hiệu lâu năm, uy tín. Về kể cả cái số điện thoại cũng thế, nó cũng phải là lâu năm. Ở đó người ta luôn luôn đảm bảo tính pháp nhân pháp lý và người ta không bao giờ đánh đổi một vài triệu, cũng như một vài chục triệu, một vài trăm triệu hay một vài tỷ. Đấy là cái giá trị mà các bác nhận được. Đó. Đây là con kính cơn bọc vàng chữ biên hoa đời thứ hai chữ to, có giá là 12.200.000, hay còn gọi là 12.200k. Hộp nó đây. Kính bao gồm kính và hộp nhá. Đấy. Bao gồm kính và hộp đây. Các bác nhìn thấy nhá. Đó. Rồi những cái ngay cả trên đấy là Facebook. Còn nếu như trên YouTube thì các bác để ý một số kênh là mới được một năm mà đã 7.000, 8.000, 9.000 lượng đăng ký kênh theo dõi. Có những kênh, có những trang, những kênh coi như là 5.5 năm mà đã lên 15-16.000 người đăng ký kênh theo dõi, nhưng cái địa chỉ và số điện thoại thì thay đổi liên tục. Đấy là cái điều rất là nguy hiểm, đừng bao giờ mua bán những chỗ đó, không công khai địa chỉ đâu ạ. Và không nên mua chỗ đó, mọi thứ nó phải rõ ràng, rành mạch, chi tiết từng ly từng tí một. Em nói lại nữa, lần nữa là giá là 12.200k còn nguyên zin, và sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check, bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, các vị luôn luôn yên tâm về giá cả, chất lượng sản phẩm. Đó là cái giá trị bác nhận được rất là lớn ở vấn đề đó. Ngay kênh của em thì là em kênh YouTube của em là mới triển khai được hơn 5 năm. Một số bác thắc mắc là tại sao kênh của chú được 1.400.000, hơn 1.500.000. Với quan điểm của em là hữu xạ thiên lương, không có like, có view, không thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing như một số kênh khác. Một số kênh khác đấy em vừa nói đấy, 5.5 năm thuê đơn vị quảng cáo marketing. À đây, chào em xuống đây nhá. Xin chào, tạm biệt các bác, hẹn gặp lại phiên sau nha.